Xin chào anh em nha. Hôm nay hàng về cho nên mình lại làm video mình chia sẻ với anh em xem chơi cho vui. Thì nay mình về R1 với lại ISO HD với lại vitamin. Vitamin thì hồi chiều mình có giao cho bạn kia 6 hộp. Giờ chỉ còn có hộp máy à. Với lại mình về sample đó. Mình về được mấy trăm gói sample R1 luôn. Thì sample này thì mình chỉ về được vị nó chỉ còn có 3 vị à. Vị dâu nè, caramel với lại vị chuối, về ba vị. Thì anh em nào cần thì liên hệ mình. Thì giá sambo này hay là 25.000 một gói nha anh em, 25.000 gói, hàng chính hãng đầy đủ tem nha anh em, anh em khỏi phải lo. Cái này là hàng bên bodybuilding nhập hết, không có hàng sách tay đó, cái nào cũng có tem hết. Trên mỗi một gói sambo đều có dán cái tem nhãn phụ của nó, anh em khỏi phải lo, đầy đủ cái chi tiết cho này, xuất xứ, thành phần. Rồi còn về cái hộp bự thì mình về được vị, đợt này mình có đặt vị dâu nữa nhưng mà không hiểu sao nó bỏ. Cái đợt này nó về vị nó hơi bị lộn xộn chút, nó không có giống với lại cái tính toán của mình là mình lấy những vị gì. Thì đợt này nó về là sô cô la nè, chuối nè, vị nhung đỏ, rồi bạc hà, sô cô la đậu phộng, với lại vị gì nữa ta, vị gì nữa mà mình quên nè, nó nằm ở lúc ở dưới á. Thì cái hàng vị nhung đỏ là cái vị mới nha anh em, nó cũng không phải là mới, nó cũng không phải là mới, nhưng mà là vì mình mới nhập hồi lúc trước nó đã có rồi, nhưng mà tại vì mình chưa có muốn nhập nó, hôm nay mình nhập về anh em xem thử nó như thế nào. Đây vị nhung đỏ nè anh em, đây vị nhung đỏ. Thì từ từ thì mình sẽ làm cái video mình review về cái vị này sau, nhưng mà hôm nay thì do là thời tiết lúc này nó nóng nực quá cho nên là mình chỉ làm một cái video ngắn mình chia sẻ anh em thôi. Còn bây giờ mà bài ra mà pha mà review thì nó mất thời gian, với lại nó lúc này nó rất là nực nha anh em. Để mình hẹn anh em vào cái video sau đi, mình sẽ review về nó. Đó. Còn đây vẫn là những cái hộp vitamin mà anh em rất là thích dùng và mình rất là thích nhập cái loại này. Thì hiện tại bây giờ có rất nhiều bạn hỏi mình sao không nhập những cái loại vitamin mà nó nhiều viên, nhiều liều dùng. Thì mình cũng không biết tại sao anh em lại thích dùng cái loại vitamin mà nó nhiều viên như thế. Theo mình thì nên dùng cái loại mà cái hàng nó chất lượng hơn là số lượng nha anh em. Anh em mình nên thay đổi cái suy nghĩ về những cái này. Thì cái hộp này nó chỉ vỏn vẹn có 50 viên nhưng mà chất lượng của nó rất là ok nha anh em, về cái thành phần của nó, về những cái chỉ số của nó rất là cao. Thậm chí có những loại vitamin mà một liều nó 3 viên, nó cũng không bằng luôn cái hàng này, một liều nó chỉ có một viên thôi. Cho nên là anh em mình nên lựa chọn cái loại vitamin mà cái số lượng, cái chỉ số của nó cao hơn, chứ đừng nên lựa chọn cái loại vitamin mà cái số lượng viên nó nhiều để làm cái gì. Anh em mình uống tiết kiệm kiểu đó là nó không có đúng nha anh em. Mình nên thay đổi cái suy nghĩ đó. Vitamin A là 900 mg, còn vitamin D3 là 40 mg, 4.000 IU anh em, rất là cao. Cho nên là anh em mình nên lựa chọn cái loại vitamin như thế này nó sẽ ổn hơn. Và cái loại này mình bán rất là chạy nha anh em, rất là nhiều bạn đã dùng. Và hàng mình về mới hồi lúc đợt trước đó, thì nay mình đã hết rồi. Thì nay mình về thêm được 2 thùng nữa, nhưng mà bạn kia lấy 6 hộp rồi đó. Thì nay chỉ làm video ngắn chia sẻ với anh em vậy thôi. Thì bạn nào mà cần cái gì có liên hệ mình vẫn để số Zalo bên trên màn hình nha. Với lại đường link Facebook mình vẫn để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em nào cần cái gì thì cứ click vào trong đó thì mình biết, mình sẽ tư vấn anh em nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Thì sambo mình về được 300 gói thì cũng đủ anh em xài trong thời gian ngắn đó. Thì hết mình là tiếp tục nhập. Bye bye anh em nha.